Khu nhà này là khu nhà mới không nè, mới cất không nè. Nhà nào cũng cao quá chừng luôn, nhà nào cũng nhà lầu cao ráo hết. Khu nhà của má chồng cháu Thảo. Wow, nhà đẹp đẹp quá chừng luôn. Khu này mới quy hoạch thì thấy biết rồi kìa, bên kia là đất trống quá chừng kìa. Khu kia là đất trống quá chừng kìa. Cái hàng bông đây nó mất tiêu rồi Thảo. Bị lớn rồi hả? Khu nhà đẹp không? Còn bên kia chị bên kia đất trống quá chừng, chắc mai mốt quy hoạch nữa đó. Đây nay đi tới thăm mẹ chồng của cháu Thảo. Khu nhà này cũng đẹp ghê nè, đó. Ơi giờ này có trăng rồi kìa, thấy không? Trời ơi khu nhà đẹp không? Khu nhà này là khu nhà mới nè. Nhà đẹp chưa? Nhà nào cũng đẹp hết á. Ở Úc nhà nào cũng đẹp hết. Má ơi. Chỗ có nhà đẹp ấy, nhà dây. Chào các bạn thân mến nha. Hôm nay là xui gia với chị Bãi mời đi ăn quán ăn chay. Tại vì xui gia này là bên bé Thảo với lại cháu Xuyến. Tại vì má chồng với ba chồng với gia đình chồng của Thảo là ăn chay hết. Cho nên mời mình với lại gia đình chị Bãi. Chị Bãi thôi, mấy đứa nhỏ không có đi. Cho nên hai vợ chồng mình với lại chị Bãi với cháu đi ăn chay vô quán này. Bây giờ đang chờ đợi chị xui của chị Bãi, anh xui chị xui chị Bãi tới. Mình đi tới đây trước để mua vài món đồ. Bây giờ là 17:20 ở bên Úc. Ở Sydney. Mình quên mấy cái tỉnh. Tối rồi. Ở Úc bây giờ mới có 17:20 mà trời cũng tối rồi đó các bạn. Tại vì bên Úc là bắt đầu vô đông rồi, đã vô đông rồi. Nhưng mà mình thấy không có lạnh lắm. Giống như bên mình đó là bên Phần Lan là vô mùa thu thôi à. Không có lạnh. Mùa bắt đầu mùa này là y như mùa thu ở bên Phần Lan thôi. Đằng đó là quán ăn chay nè, tới quán ăn mặn nè, tới đây cũng quán ăn mặn nè, quán đồ mặn nhiều, rồi tiệm dịch hoa dịch phong nè, chỗ này gì đây, video karaoke phim bộ, kế tiệm thịt hoa Vĩnh Long, karaoke phim bộ. Chỗ này gần nhà chị Bãi mình hơn là chỗ Karamata. Dịch quay ngon nghe không? Đi ra Karamata thì xa hơn chút. Đây gần nhà chị Bãi. Ở đây là dùng can lê 2. Dùng can lê 2. Đó, kìa đằng kia cái bảng á, chỗ bảng nào nó cũng để là can lê hết. Can lê 2 là chỗ này. Ở đây là chỗ bán trái cây nè. Ở đây nè. Chỗ này
này, tiệm này là tiệm chỗ Moni công ty chuyển tiền rồi đó nè, Can D2 cái này. Đi ra đây mua dầu nước xanh rồi đây. Ghé ở đây mua, ghé ở đây khoai lang, khoai lang trắng mà ruột tím nha, khoai lang đỏ với lại mua bưởi, ngày mai chiên cá, bưởi, rồi mua đậu que. Đây là tiệm đồ chay. Tiệm đồ chay. Chay. À, đây là hai món chay ha. Gỏi sen gà và nấm nấm rang muối. Mà đồ chay nha các bạn. Và đây, và đây là món canh chua nè, và đây là cá kho tổ, còn bên này là chua, này chua, chua ngọt, sườn chua, chua, chua ngọt, này là cải xào, xào. Không phải cải của tiêu xào, cải của tiêu xào, sườn chua ngọt, cá kho tổ, canh chua, của thiếu chén nè, gỏi gỏi có sen. Em chưa chén cầm được. Nấm rau muối. Nấm rau muối cơm à. Rồi nhiều món ngon quá, món chài ngon quá. Phải chén cầm. Đây là cá kho tổ nè. Nóng là nhanh phải bắt bủ, bắt bủ. Trời ơi, em đây món gì nữa vậy? Chưa có canh nữa. Chứ xíu nước thôi. Đây là món bắt bủ nữa nè. Trời quá trời đồ ăn. Còn có thiếu, thiếu đôi đũa. Đây là món bắt bủ, đồ chay. Rất là ngon ha, xôi sùng sụng. Mời cả nhà thức. Hôm nay là bữa cơm gia đình của Xui của chị Bảy ha. Và gả cháu Thảo cho anh Xui, chị Xui đây. Nhưng mà ai cũng ngại quay mặt cho nên mình tôn trọng, mình không có quay mặt ha. Mình chỉ quay đồ ăn và nói là đi ăn bữa cơm chay với gia đình Sư Gia chị Bảy. Món ăn rất là ngon quá. Đồ ăn ngon quá. Rồi ăn uống đã xong rồi, bây giờ là tạm chia tay với Sư Gia với chị Bảy, với lại cháu trai con của chị Xui của chị Bảy. Thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo. Bye bye. Đây là ly da ua cho nước đá vô của mình nè các bạn. Uống rất là ngon nha các bạn. Nó béo, nó chua chua, nó béo béo. Rất là ngon. Ngọt ngọt, chua chua, béo béo. Mình thì thích làm da ua đá như vậy nè, uống nè, rất là ngon. Uống cũng tốt cho cái đường ruột á các bạn. Da ua nè. Hồi xưa nhà mình bán tủ kem làm da ua này để bán nè. Nhìn ngon ghê không? Hấp dẫn ha. Mời cả nhà thưởng thức nha. Chào các bạn thân mến nha, đây là sữa chua con rể mình đã làm xong rồi nè. Mình thấy nó làm rồi, nó đem ra rồi mình quay lại. Và mình nói lại quá trình làm như thế nào ha. Lấy hột khui rồi ha. Đây, da ua đã hoàn thành. Con của mình làm nè, con rể làm. Nó đang tập tành là làm bếp. Mấy cái hũ này là mấy cái hũ này là mấy cái hũ trái cây đồ ăn của em bé. Cho nó ăn rồi mình rửa sạch rồi mình hấp cho nó, mình hấp trên cái lò hấp cho nó nóng ha. Cho nó nóng, nó diệt khuẩn rồi cái mình để cho nó ráo khô.
Rồi cách làm vá ua nè, nó kể lại cho mình thôi, con mình làm chứ không phải mình làm ha. À, một lít sữa, một hộp sữa đặc, sữa ông thọ, và 380 nước bắt lên lò cho nóng rồi chế sữa, hết hộp sữa này vô 380 nước lạnh để lên khuấy chung với sữa này. Rồi cái này cũng 380 luôn. Được sao làm? Cũng 380 luôn. Rồi đây là 1 lít sữa tươi. Rồi sữa tươi mình chế vô chung hết. Rồi bắt đầu chờ nó nguội, cho vô keo rồi đem đi ủ. Đem đi ủ, ủ mấy tiếng nha Kỳ? Hơn 8 tiếng đó mẹ. Phải ủ hơn 8 tiếng ha. Bây giờ mình nói sơ lược qua thôi ha. Hôm nào mình làm video, giờ mình nói sơ lược qua thôi. Tại vì nó làm rồi nó đem ra ăn, rồi cái mình thấy vậy mình quay thôi. Không biết nó làm hồi nào, nhưng mà mình kể lại là vậy. Một lít sữa, một hộp, một lít sữa tươi, một hộp sữa đặc ông thọ. Hộp sữa đặc là 397 gram thì cho 380 đi. Rồi 380 nước luôn. Cái nước á mình bắt lên lò, mình nấu cho nó sôi, rồi mình chế cái hộp sữa đặc này vô cho sôi. Rồi ở đây cái sữa chua này là cũng 380 gram sữa chua luôn, cho vô luôn, và 1 lít sữa cho vô hết. Khuấy rồi bắt đầu để nguội. Cách làm của nó như vậy. Rồi để nguội mình mới cho vô keo rồi mình ủ. Cái bây giờ 8 tiếng xong rồi cái cho vô tủ lạnh. Bây giờ nó đặt lại rồi nè các bạn. Để mình khui ra thử coi, coi thử coi nó ngon không ha. Đây mình đã mở ra nè, mình thử coi nè. Ngon không? Đây nó cũng đặc và ngon lắm các bạn. Thử miếng ha. Nghe con mình ăn nó nói ngon. Ok đã thành rồi, thành da ua rồi. Tại hôm trước mình nói là mình thèm ăn da ua này lắm mà mình không có thời gian rảnh để mình làm, cho nên nó làm thì kể lại quá trình cho mình rồi mình nói ở đây luôn ha. Đó là xong rồi đó các bạn, như nãy mình nói đó, mình đã nói qua quá trình đã làm rồi và cách ủ rồi đó. Ủ 8 tiếng rồi mình đem cho vô tủ lạnh. Bây giờ nó chua, chua ngon lắm. 8 tiếng, hơn 8 tiếng cũng được hả? Đây, nè, đặt rồi nè các bạn. Thành da ua rồi nè. Ngon lắm, mình thử rồi, ngon lắm. Rồi, thôi video của mình tới đây tạm dừng nha các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Và cách làm mình đã nói qua rồi đó, cũng rất là dễ làm, không có khó. Bye bye, chào và hẹn gặp lại các bạn video mới tiếp theo. Mình ăn tiếp tục da ô của mình đây. Nếu mà các bạn thích ăn như vậy, hoặc là mình cho ra một cái ly, cái mình đập đá nhuyễn á, uống cũng rất là ngon nha các bạn. Mỗi sáng ăn một hũ da ua này nè, rất là tốt cho sức khỏe và đường ruột của mình nữa. Rồi, bye bye.